Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc đang xem về các cái chuỗi video đồ thờ cúng của chúng tôi. Đó là một mẫu sản phẩm cỗ khám thờ gia tiên được làm bằng chất liệu gỗ vụn sơn son thép vàng phủ hoàng kim. Chúng tôi thép vàng Đài Loan theo yêu cầu của gia đình khách hàng tại Hải Phòng. Và mẫu khám thờ này chúng tôi cũng làm theo mẫu ảnh gia đình đã gửi qua Gmail cho chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đã sơn son thép vàng hoàn chỉnh, cũng quay lại báo cáo tới gia đình khách hàng là hàng của anh đã xong, và cũng như gửi tới tất cả quý khách hàng đang xem video clip của chúng tôi để biết được các cái thông số kích thước cũng như là về mẫu mã sản phẩm. Chúng tôi cũng báo luôn kích thước của bộ sản phẩm này, đó là dài 1m47, cao 1m47 và chiều sâu là 47 phân, tức là 47 cm, vào thước phong thủy lỗ ban, đó là thêm đinh và hưng vượng. Mẫu khám thờ này hay còn gọi là mẫu khám thờ long hóa mai và có 3 chuồng cửa và có 2 tầng cổ. Tầng cổ trên này chúng tôi chạm chữ tâm đây trên màn hình các bạn đang xem, và phía tai thì chúng tôi chạm phượng hoàng, bên trên trương thì chúng tôi chạm mà long hóa mai, tức là đầu rồng nhưng đã hóa thành các cành cây mai. Phía giữa thì chúng tôi có chạm bông hoa hồng, nhìn rất là mềm mại. Mẫu khám thờ này cũng đang được rất nhiều quý khách hàng ưa chuộng trên thị trường đồ gỗ và đã đặt cơ sở đồ gỗ Yên Lanh. Trong thời gian vừa qua chúng tôi đã bàn giao rất nhiều cho khách hàng ở Thanh Hóa. Đây cũng là đơn đặt hàng tới từ khách hàng Hải Phòng. Chúng tôi nhận là bàn giao và lắp đặt trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu về làm khám thờ, ngai thờ, tượng thờ, tất cả đồ thờ cúng liên quan được làm bằng gỗ thì quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng được biết là rất nhiều các cái cô đồng, cậu đồng đã điện về cho chúng tôi đặt hàng online các cái sản phẩm đồ thờ cúng cho đình chùa miếu mạo, như là tượng Phật, tượng Sơn Trang, tượng Ngũ Vị Tôn Quan. Chúng tôi đã làm rất nhiều trong thời gian vừa qua. Quý khách có thể vào trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Toàn bộ phần chân và phần dạ này chúng tôi chạm cũng rất là cầu kỳ. Phần dạ chúng tôi chạm vào lá tây, chân thì chúng tôi chạm hồ phô. Các bạn đang xem đây là mẫu khám thờ cỡ đại 3 chuồng cửa được sơn son thép vàng phủ hoàng kim. Phủ hoàng kim là chúng tôi phủ bằng một nước sơn Nhật. Sơn Nhật này đang được bán trên thị trường giá thành rất là cao. Vì thế mà nó mang lại cái độ bền cao cho sản phẩm đồ gỗ thì giá thành của sản phẩm nó sẽ lại tăng lên. Toàn bộ trên phần ván đỉnh bên trên là chúng tôi sơn then, tức là sơn màu đen. Còn lại là chúng tôi sơn son thép vàng. Các cái mặt đỉnh là chúng tôi sơn màu đen để phối hợp với các cái gam màu sơn son thép vàng để làm nổi bật được các cái chi tiết hoa văn của cỗ khám thờ. Và chúng tôi đang trong quy trình hoàn thiện rất nhiều cả kiệu long đình, hoành phi câu đối, cuốn thư. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm ngai thờ, cuốn thư, câu đối. Và tiếp sau video này, chúng tôi sẽ quay phát trực tiếp công đoạn quy trình dát vàng ta, hoành phi câu đối cho khách hàng ở Hạ Long, Quảng Ninh. Đó là anh Hòa, anh đã đặt bộ hoành phi câu đối của chúng tôi. Trong video sau chúng tôi sẽ giới thiệu, thì quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để nhận được thông báo mới nhất, cũng như là ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Quý khách đăng ký kênh thì quý khách sẽ nhận được cái thông báo mới nhất về các cái sản phẩm của chúng tôi, từ đồ thờ cúng tới đồ gỗ phòng khách. Chúng tôi đang còn rất nhiều sản phẩm, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý khách được biết các cái thông số mẫu mã.
Quý khách muốn biết chi tiết hơn thì quý khách hãy điện cho chúng tôi qua hai số hotline thì chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.